Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang cùng mấy em Ánh. Hai anh em thì đang vào thăm nhà bà Dê, năm nay hơn 80 tuổi, sinh tồn trong rừng sâu cùng mấy hai người con bị khuyết tật. Đấy. Một người thì bị câm điếc. Đấy. Và một người thì chân đi bậy bại. Đấy, hai người con trai. Đó là anh Mậu, năm nay là hơn 40 tuổi. Đấy. Chân đi bị bại và cũng chưa lấy vợ. Người con thứ hai là anh Khai, năm nay là hơn 30 tuổi và bị câm. Đấy. Tai nghe cũng rất là kém. Đấy. Cũng chưa lấy vợ. Ba mẹ con thì sinh tồn ở trong rừng sâu. Một cái hoàn cảnh rất khó khăn. Tại bản Mông của xóm Khuổi Mèo, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên. Đó. Mà trước đây thì Hoàng Hiền cũng đã từng chia sẻ video và được bạn Thiên Trăng Nguyễn ở bên Mỹ giúp đỡ tiền để lắp, có nghĩa là sửa lại nhà. Đấy. Trước đây nhà bằng phiên tre nhưng bây giờ thì sửa bằng ván gỗ sửa. Đấy. Và láng lên bê tông. Nhưng cái cuộc sống của ba mẹ con thì vẫn còn rất khó khăn và vất vả. Đấy, hôm nay Hoàng Hiền cùng mấy mánh vào thì mua được ít trứng với lại mì tôm cho gia đình nhà bà. Cũng phải khoảng độ là một năm Hoàng Hiền chưa quay trở lại. Đấy, bây giờ thì Hoàng Hiền xin mời tất cả các bác cùng với Hoàng Hiền và em Ánh vào thăm gia đình bà. Để em cầm ô cho đỡ nắng. Trên bạn này. Bạn này là 100% là người Mông các bác nhé. Sinh sống. Được chôn lắm. Đường này chắc là ô tô vào chợ gỗ, khai thác keo. Do là đây chắc là hôm qua mưa, vẫn đang ướt. Này bánh xe mà đi nó trầy chuột luôn. Anh cảm nghĩ lần đầu đi bạn của anh như nào? Vui nhưng mệt ạ. Vui nhưng hơi mệt ạ. Vui nhưng hơi mệt ạ. Nóng quá. Nóng quá. Nhưng mà là sao? Vẫn vui. Là sao có đi nữa? Có. Rồi leo dốc ạ. Đường xách chưa? Đường xách nữa mà. Em xách trứng. Em cầm trứng nhá. Rồi ok. Leo dốc tí mệt. Biết bà cụ của nhà không? Anh Khai với anh Mậu kia thì cứ đi linh tinh. Đi linh tinh, đi một mình. Lúc thì vào rừng lấy măng, lúc thì lấy củi, lúc thì làm linh tinh. Trông cái dốc phết các bác nhìn này. Dốc đá treo leo. Nghỉ tí. Bên kia có mấy nhà. Trong rừng sâu. Đấy. Mấy ngôi nhà. Đều người Mông hết các bác nhá. Bên kia trước là có cái nhà em. Nhà em Xía. Bên kia nhà tre vách nứa. Hoàng Hiền đã vào rồi. Đấy, đây này. Nhà tre vách nứa khổ lắm. Đấy. Lam ơ! Lam ơ! Lam à! Trước Hoàng Hiền lên là có quen tụi trẻ con ở bên này. Đấy, có một em tên là Lam.
rất là thân với Hoàng Hiền. Nhà bên này, bên Hoàng Hiền lên là nó đều chạy sang. Đỡ mệt chưa? Hả? Đi tiếp được chưa? Tiếp tục nhé. Lên câu. Anh cao lắm các bạn. Cao gần 1m7, cao gần bằng Hoàng Hiền. Đấy, trời mát mát đấy. Ở đây trời mà cứ sầm sầm mát này, tí khả năng còn sợ còn mưa. Bởi vì là nó là núi cao, mây nó cứ ngưng tụ cái là nó mưa. Mưa theo cơn, mưa chút một rào thôi. Xong lại tạnh, nó không cố định như ở dưới miền xuôi. Đấy, miền xuôi nó phải ảnh hưởng của không khí hay là nó nhiều mây các thứ thôi. Mưa nhưng mà đây nó khác. Ui dồi, anh tìm đường nào đi hợp lý hả? Đi giáp giáp bờ cây, giáp trong, tận trong. Ấn mạnh không? Ấn màu không? Mạnh. Ui, mắc cây, từ 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 từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cây này gai sắc lắm, bình tĩnh. Đưa tay đấy, bình tĩnh nha, bình tĩnh. Ui, mặc cái áo đấy, khiếp một cái gì nào. Ôi xa. Anh ấy leo núi. Đi bạn vùng cao anh. Bạn người Mông. Đây, rẽ trái. Ôi dồi, nó nấp cái đường đi này. Chắc lâu ngày không đi. Đây nhà bà này đang trồng, ánh nhìn trồng cây gì kia, dưới ruộng trồng cây gì. Hả? Ngô. Lần trước là Hoàng Hiền có cùng với đoàn thiện nguyện Thái Nguyên, đông lắm, mấy chục người. Các em nên các em bẻ giúp ngô nhà bà đây này, vào cái mùa ngô năm trước. Đường này xe làm sao đi được. Đây các bác nhìn này, nhà chị Hiền mồ côi, chị đi phát đồ những phát này này. Kìa, nhà bà cu bên kia, một bình một góc sinh tồn bên này. Có cả gáy. Lần trước này có các bác tặng gà nhà bà, Hoàng Hiền mua gà lên cho bà chăn. Không biết việc còn con nào. Thấy có cả trống gáy nhưng mà không biết phải của nhà bà hay là nhà khác. Anh ấy từ từ anh. Con này rộng lắm, em cầm cái que. Em cầm cái que này. Em cua khua đường trước không sợ có rắn.
Anh này đi không quen nóng, toát hết mồ hôi. Quay đây này, toát hết mồ hôi. Em khua khua đường trước, đoạn rộng rộng em gạt gạt hai bên. Em xách mì tôm anh gạt cho. Gạt được không? Thả. Sợ có rắn. Rộng quá. Trên này là rắn riết nhiều lắm, nó xanh. Hổ mang kiểu nhiều, hơi đùa. Mình cầm que ăn chắc. Đó, nhà bà trồng được búi mai. Nhiều ngố ghê. Ôi, bây giờ mình nấu cơm ra ngoài anh ạ. Thấy có khói này bếp lên nè. Mình nhìn tí nóng. Cứ để mì tôm. Nóng. Như kiểu tắm ấy. Đó. Anh như kiểu tắm. Tắt đi mồ hôi. Nghe tiếng trâu kêu mõ, buộc mõ đâu đâu gần đây. Nhà bà cụ này hai anh này xác định là ế vợ. Anh Khai, anh Mậu này. Bà cụ hơn 80 tuổi. Sinh tồn trong rừng, hai người con ế vợ. Đây, nghe thấy không? Tiếp tục. Em đi chơi. À đây, ông Mậu có nhà rồi. Nghe tiếng Mậu đây. Anh Mậu ơi! Anh Mậu à! Hoàng Hiền vào chắc cũng vui lắm ấy. À, bà ơi! À, bà thưa rồi. Anh Mậu ơi! Lên đây đây! Woo! À, cả ông Khai nhà ấy rồi. À, được, được. Có nhà rồi. Woo! Mikilo! Woo! Ai da! Anh Mậu ơi! Sao vào nhà đây? Lên ơi! Đây coi. À, cái anh đang đứng trước này là anh Khai nhá, hơn 30 tuổi, bị câm. Đấy, nghe rất kém. Còn anh Mậu anh đứng sau kìa. Là hơn 40 tuổi nhưng mà chân đi bị bại. Đấy, hai anh em với mẹ già. Sinh tồn ở trong rừng rồi nhá. Chưa có gia đình nhá kì. Mẹ già hơn 80 tuổi. Thằng cu con này nào chăn trâu kia. Woo! À, chạy rồi, chạy lên rồi. Chạy lên tí rồi. Chạy rồi. Chạy tí lên. Ôi, đoạn này. À đây, có nguồn nước của nhà bà ăn ở đây. Dòng vòi về đây. Xin chào à. Ờ. Khỏe không à? Cho mì tôm à? À. Cho trứng à? Cho xanh à? À đi đi. Anh nhà anh không nói được. Mang về đấy. Mang về đấy. Về nhà. Mù chê à? À mù chê à? Mù chê à, đi về quá. So sinh là cảm ơn.
Bạn có cái váy của người Mông, váy xòe à? Con chào bà nhá. Bà có khỏe không? Bà có khỏe không? Không. Không khỏe à? Bà ăn cơm chưa? Ăn. Bà ăn rồi à? Lo mỏ à? Nó mỏ rồi. Anh Mậu ơi, ra đây đi đâu đây? Ôi giời ơi, giang nước ơi, dây gì này? Là gì? À, dây ở đâu đây? À, à bắt tay à? Bắt tay. Ờ, à, dây đẹp đấy. Cái gì? Ai cho? À, cho đâu? Hả? À? Ai cho dây đẹp đấy? Ờ. À. Ờ. À. Nói chuyện à? Chuyện. Đưa ra ngoài này nào, trong nhà khói đấy. Dạ. Cơ lò. À. Ra nói chuyện tí à? Ờ. Trai bản. À. À, con phiên dịch của chú bảo chú Mậu ra nói chuyện tí. Ừ. Mà một con này. À. Bảo cả anh Khai nhá. Bảo anh Khai nhá. Khai cho em mà Khai. À. À. Anh Mậu à? Nói chuyện tí à? Đứng mà nói chuyện tí à? Lò sao đứng ở trong mát này, trong mát này nói chuyện tí à? Ừ. Khai sao dung mà Khai? Sao thế tối à? Anh Khai này béo phết nhờ? Ừ. Nó này béo hơn đấy. Khóa quần chưa kéo à? Hỏng à? Ông Mậu ơi là ông Mậu ơi. Anh Mậu này lấy vợ chưa mà? Không. Hả? Không phải ơi. Chưa lấy vợ à? À. Chưa có con đẻ à? Chưa. À, con đẻ lấy vợ các bác ạ. Ừ. Anh Khai này có con đẻ chưa mà? Không. Cũng chưa có con đẻ à? Ừ. À. Thôi đã nhớ bộ phải coi mình nhớ có bỏ nó. Không biết nói hả bà? Không. À. Khổ quá, ba mẹ con. Chú này bà ăn cơm với cái gì? Không ăn đâu. Không ăn à? Ừ. Chú ăn à? Ừ. Bà có còn gạo không? Không. Không rồi. Hết gạo rồi à? Ừ. À. Không còn tí gạo nào? Ừ. Thế bà có còn ngô không? Không phải đâu bà, để cho về. Ngô hết rồi à? Ừ. Ngô. Có ngô không? À. Ăn mèn mén à? Ăn mì này. Ăn có mì ô. Lấu mèn mén. À. À. Rồi, gạo nó hết rồi. Ừ. Con mua mì tôm với trứng vào à? Ừ. À, cho bà với hai anh à. Ừ. Ông bà nấu ăn nhá. À. Vâng, anh Khai cầm đấy. À. Vâng. Ừ. Em bé này con nhà ai? Chị gái của bà này. Hả? Con gái. À, con nhà bên kia đúng không? Nhà đâu? Nhà ở kia. Bên Khuổi Xài. À, bên Khuổi Xài đây cơ à? Thế con sang đây con chăn trâu hay làm gì? Chăn trâu. Trâu nhà con mang tận sang đây chăn à? Ừ. Ra đây chú hỏi ra đây, ra đây. Ra đây. Thế con bao nhiêu tuổi rồi? 16. Đứng vào đấy. Con tên là gì? Ngô Văn Tinh. Đứng đây đứng trong mát này sao đứng nắng thì mày cứ ngại nhát nhát thế. À, thế là nhà con mấy anh chị em? 8. Nhà con có 8 anh chị em. Ui, nó đẻ nhiều. Mẹ con bao tuổi rồi? 16. Hả? 16. Mẹ con cơ mà. Mẹ 6 mấy. 6 mấy à? Ừ. À, bố có còn không? Bố không còn, không mất rồi. À, bố sao mà mất? Bệnh. Bố bị làm sao? Bố bị bệnh. Bệnh gì? Đúng không nhớ. Không nhớ à? Thế con đứng ở chỗ mát rồi chú hỏi đi. Bố bị bệnh mất lâu chưa? Mới 2 năm. 2 năm rồi. Ừ. Thế là nhà con là có 8 anh chị em. Thế là con là thương mấy? Út. Con là út á? Ừ. À. Thế là trên con thì là 7 anh chị à? Mấy trai mấy gái? 4 trai 4 gái. 4 trai 4 gái? Ừ. Thế đã có ai lấy vợ lấy chồng chưa? Lấy hết rồi, còn một mình.
Tất cả anh chị lấy vợ chồng hết rồi. Ừ. Mỗi mình con là chưa gì hết. Ừ. À. Thế là bây giờ con ở với ai? Mẹ với anh ba. Anh ba lấy vợ ở với mẹ, mấy lại con. À, còn các anh chị khác là lấy chồng lấy vợ ở riêng hết rồi. À, thế là bà là có con gái nữa à? À, thế là mẹ của em là con ruột của bà. Không phải. Hay là con như nào? Con hai. Nhưng mà là con ruột bà đẻ ra ấy gì? À, là con gái lấy chồng bên Khuổi Xà. Đúng không? Lấy chồng đây nhưng mà đi ở bên kia thôi. À, lấy chồng ở đây nhưng mà sang Khuổi Xà ở. Ừ. Ừ. Cách đây xa không? Có. Ừ. 3 km. 3 km à? Ừ. Thế con bây giờ con có còn đi học không? Không rồi, ở nhà. Con nghỉ rồi à? Ừ, học hết cấp 2 rồi à? Đúng rồi. Thế không đi học cấp 3 nữa à? Không có ai kiếm tiền mà hồi đi học không có tiền à? À, đi học không có tiền. Thế là nghỉ rồi. Thế nhà con nó có mấy con trâu? Hai con trâu à? Ừ. Hai con trâu, hai bò. Hai con trâu, hai con bò nữa? Hai con trâu, ba con bò. Ba con bò à? Ừ. Ai dạ? Thế là ở cùng với anh trai ấy nhỉ? Thế là mang hết sang đây chăn? Em chăn hai trâu thôi, bò ở nhà. Bò ở nhà? Ừ. Thế hai trâu chăn ở bên này thì tối có cho về không? Có. Tối lại đuổi về? 4-5 giờ đi về. 4-5 giờ đuổi về? Ừ. À, từ đây mà sang nhà em thì bao nhiêu xa? 3 cây số. Thế là em đuổi trâu đi theo cứ theo đường rừng này đi. Trên kia có đường. Không phải đường, trên kia có đường đi mà. Đường đất, cứ theo đường đất đi. Ừ. À, thế em đuổi đi bao nhiêu lâu thì về nhà? Ừ, tầm 50 phút. 50 phút á? 50. À 50 phút, gần 1 tiếng. Ừ. À, thế là học hết cấp 2 là nghỉ rồi. Ừ. Không có tiền đi học nữa. Đi. Thế anh trai của em bây giờ làm nghề gì? Nương giấy thôi. Cũng làm nương giấy. Ừ. Thế là lấy vợ ở đâu? Lấy anh thứ thì lấy ở Mỏ Ba, anh hai lấy ở Quân Ngọc. Anh ba lấy ở đâu? Anh ba lấy ở La Mã. Gần đây không? La Mã. Gần đây không? La Mã ở trên huyện này. Trên huyện à? Ừ. Cũng người Mông hết à? Ừ. Thế vợ của anh ấy làm cái gì? Nương giấy hết. Cũng làm nương giấy hết. Hai vợ chồng ở nhà làm nương. À, thế là hiện tại bây giờ, thế anh đấy là đã có con chưa? Chưa. Chưa có con. Thế là hiện tại là ở nhà đang có 4 người. Mẹ của em với lại hai vợ chồng anh ấy với lại em. Ừ. Thế là trâu bò này là ai giúp hay là nhà mua được cái chăn? Chăn nó đẻ ra khải. Hả? Chăn nó đẻ ra à? Không phải. Trâu này dắt của người kinh về chăm. Dắt người kinh về chăn á? Ừ. Thế trả tiền chưa? Ra về chăn một con mình, một con cho người ta. À rồi, hiểu rồi. Có nghĩa là chăn nuôi ghép. Ừ. Họ cho cái lái để mình chăn. Xong có đẻ con ra thì là mình đấy. Ừ. À rồi, ok. Thế nhà em là làm nhà chưa hay là cũng nhà như này? Ừ, nhà em có nhà sàn từ lúc trước bố ở Vô Lan, nhà sàn hết rồi. À có nhà sàn rồi thì. Ừ. À, bên Khuổi Xà. Ừ. Ừ. Rồi. Em bảo bà là anh vào anh mua mì tôm mới mua trứng của bà nấu ăn. Ừ. Bảo bà tiếng Mông. Hỏi bà ăn trưa chưa? Cơm nào bà tao? No. Cơm nào cái mọi là? Ăn cơm rồi. Bà? Bà bảo bà ăn cơm rồi. Chưa ăn cơm rồi à? Ừ. À. 2:23. Hỏi anh Mậu ăn chưa? Ăn cơm cho rồi. Chú cơm nào bà tao nha? Ôi tụi nào cũng mọi là. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Ừ. Anh Khai này, hỏi anh Khai này. Anh Khai của ăn. Hỏi anh Khai em ăn chưa? Nó bà bảo là ăn hết rồi. Ăn hết rồi à? Ừ. À. Thế cái đợt trước anh Khai này sang nhà em là bị rắn cắn phải không? Đúng rồi. Rắn xanh hay rắn gì? Ừ, chỉ rắn không độc. Không độc à? Ừ. À. Thế là anh nghe tưởng rắn độc cắn. Ừ, nó đúng à. Kiểu dễ cho bà. Nhà bà bây giờ có nuôi nhiều gà không? Hỏi nuôi nhiều gà không? Có nhiều chạy một cái à? Chỉ một cái tùa cái tả, một nhỏ cái gì nào? Bảo là gà chết hết rồi. Gà tùa hết rồi à? Ừ. Chỉ một cái tùa rồi. À. Chết rồi. Nó cay tùa. Cái tùa. Nó cay tùa. Chết. Nó chết rồi. Chết rồi. À. Thế có gà con kêu của nhà ai đấy? À, ai? À. Đúng là
Hả? Chỗ nhà cái to nào, to nào đó. Có mấy con? Hỏi bà bao nhiêu con? 4 con. À có 4 con rồi à? À. Con gà to là hết rồi. Hai gà mái, một gà trống. To à hay bé? To. To à? Cả một cái tuần nọ. Hỏi bà là cái gà trước anh mua lên nữa còn không? Sống không? Cầm một cái kia nào. Tùa hết rồi. Tùa rồi, chết rồi. Hỏi bà là có thịt ăn được không hay là bỏ đi? Thịt được một con. Còn bỏ hết đi. Thế hỏi tại sao nó chết? Một khẩu tùa. À bị dịch à? À dịch chết rồi rồi. Ở đây là các bác giúp cho cũng hơn chục con gà to. Bà nhốt ở đây này. Chuồng ở đâu? Chuồng bên kia à? Đâu để sang ngó cái chuồng này nào. À anh Mậu à, ra xem chuồng à. Bà em bảo dẫn ra xem chuồng à. Em đi phiên dịch của anh tí. Đâu chuồng ở đâu? Xuồng đây á? Tối nó ngủ đây à? Ôi, cất dao à? Bảo cất dao rồi. Cất dao. Bảo cầm dao gắp đít làm gì? Thế ông làm cái gì ở đây? Đây là giường của anh Mậu ấy. Giường anh Mậu ngủ đây á? Mở anh xem nào. Ai à? Anh Mậu à? Bảo vào giường á. Vào giường xem à. Khổ lắm các bạn. Quá khổ. Cá chê à? Đâu vào thế nào? À. Bên kia có gà nữa hay sao? Đây là một con gà chê. Một gà chê à? Cá chê. À. Ông anh Mậu vào giường xem nào. Ôi giời. Khổ quá ông Mậu ơi. Giường nó không bao giờ. Hả? Giường nó như thế này. Thế này à, rụng xuống à? Ôi giời, ông chè trên này chết thôi ông Mậu. Khổ quá. Gà tre này là ai cho đây? Gà tre này mang từ trên lũng nương về. Lũng nương về á? Ừ. Ai mang về? Anh Mậu ấy. Nhưng mà kiếm ở đâu mà có? Người ta cho ấy. À người ta cho gà tre này à? Ừ. Mỗi một con à? Một con. Có một con cái nữa nhưng mà con gà mái chết rồi. Gà mái tùa rồi à? Ừ. Sao mà tùa? Không biết nó lúc trước bà mang hai con về nhưng mà em ra hỏi thì bà chết rồi. Bị tùa rồi. Hai trái kia. Trái kia đó cả là to. Lau mỏ à? Kia là mỏ à? Lau mỏ ăn cơm quá. Anh này không nói được, rất khổ. Nghe là một ít nói được. Thế anh Mậu tối ngủ đây à? Đâu vào này, vào xem nào. Mù háo nè. Lên xem nào. Mù háo đi. Đâu nằm ngủ kêu gì? Bảo nằm ngủ thế nào. Mình ngủ. Ôi, ông này ngang chi phèo. Ngang chi phèo ngày xưa. Ai lắp được cái điện này? À có cái quạt bé hay không? Trên nóng. Phòng tân hôn này đúng không? Lấy được vợ là ngủ đây đấy. Ôi khổ quá ông Mậu ơi. Được rồi tôi không bật đâu. Ông ấy bật khoe xem nó chạy đấy. Năm thứ à? Năm ngủ à? Mỗi mình ngủ đây à? Thế này tối rắn nó bò lên nó bổ phát chết sao? Nó gì à? Hỏi ông cái tối có rắn bò đây bao giờ? Ở đây có. Em thử hỏi nè. Chưa, muốn tôi muốn nát rồi nè. Nam một na tổ áp tổ nè. Giết hại bà con rồi. Hả? Giết hại bà con, nó bảo thế. Bảo giết hại bà con rắn ở đây rồi. Đấy, tôi bảo ngay là có rắn mà. Thế hỏi có bị cắn không? Có mà tọ nè. Hả? Có mà tọ mấy lưỡi à? Thì tọ này. Chưa bị cắn à? Ừ, chưa bị cắn. Khổ quá ông Mậu ơi. Bây hồ Mậu. Nhà này nó bảo là được hai giường không anh ạ, bên trong em. Trong là hai giường à? Ừ, trong hai giường. Bà một giường, anh Khai một giường. Ừ. Thôi bảo anh vào nhà đi, vào nhà em.
Bảo anh Mậu vào nhà. Chú lão chế nè. Đây, trước em Thiên Trang Nguyễn giúp tiền khoảng tiền là thuê thợ làm láng lền mới là sửa cái nhà này, đắp ván gỗ làm cho bà. Đấy, cả giường nhất là được tặng. Bảo anh bật điện lên nào, tối thôi. Hả? À? Bật điện nào, bảo bật điện đấy. À. Hai cái giường. Bát đũa nữa. Bà có ngô mà vẫn phải đun trong nhà này. Có còn ngô không? Ngô có, ngô về. À, rồi rồi, sấy ngô các bác ạ. Đấy. Ngô này thu hoạch đâu ấy, chắc khô ấy nhưng mà. Ừ. Nó cần... Người Mông ở trên này là trước đây lúc mà sửa nhà ấy thì Hoàng Hiền có tư vấn cho bà là chuyển cái bếp này ra ngoài nó đỡ khói. Đấy, nhưng mà bà không đồng ý. Bởi vì sao? Bởi vì là bà bảo là bà bẻ ngô về các bác ạ. Đấy, là bà để nó gác này xong là bà đun ở đây thì nó khói nó lên thì nó khô cái ngô của bà. Nó không bị mọt, không bị mục. Đấy. À, rồi rồi ngô. À, cơm trộn ngô. Cơm trộn ngô các bác ạ. Khổ quá, trời đất quỷ thần lắm. Không có tiền lấy lại con cô ăn nó. Vâng, khổ quá. Lò là nò chưa nò cái này à? À em ơi, chưa này bán cái này à? Ừ đúng rồi, phải không? Chưa bán cân đấy thôi, chưa ăn mỗi cơm này. Ừ, ăn cân đấy với măng rồi. Măng à? Ừ. Măng đâu? À đây là măng lứa này à? Ừ. Hay măng mai? Đây là măng mai. Măng mai à? Bà đấy măng này ở đâu? Măng lấy trên đồi đó. Trên đồi nhà bà trồng được à? Hả? Em? Đồi có măng kia không? Có măng mai này hay măng nữa? Không biết mày cũng chưa biết nói tiếng phổ thông sõi đúng không? Không biết là ít ít. Lá gì đây? Rau rừng à? Ừ. Rau này ăn được á? À? Ăn được, cây ăn được mà. Ôi rồi. Ăn cả cây này. Cái cây này là cái cây mà cái hoa trắng trắng là nó hay mọc ở vệ đường các bác biết không? Đấy. Đúng chưa? Đúng rồi. Chuẩn rồi. Có hoa trắng đấy. Ừ. Cái này ăn được hết. Ừ. Ôi giời. Người Mông ăn này à? Không có rau à. Ăn. Rau rừng. Rồi. Tivi đâu à? Bà. Tivi. Vào vào đấy hỏi tí. Tivi hay rồi. Tivi hay không rồi. Tua rồi à? Không phải nè. Màn hình bị vỡ này. Vỡ màn hình à? Có khai đập à hay như nào? Hay là va vào? Lấy cái bật ạ. Va vào. Lấy cái gì? Cái bật bắn chim. À lấy cái bật bắn chim va vào màn hình, vỡ màn hình rồi. Ừ. Thế để đâu à? Để tại chỗ thế nè. Mua trả bán hết rồi. Bán sắt vụn này à? Ừ. Hỏi bán là bao tiền? 100.000. Ừ. Wow. Trước là em Hải ở bên Đoàn Thiện Nguyện Thái Nguyên. Em mới tặng một cái chảo và một cái tivi 32 inch các bác. Đấy. Cái nối internet nhưng mà bị tua rồi. Hỏng rồi. Đấy, quần áo các bác cho giúp rồi. Vật quá. Nó bán cái tivi thôi, cái chảo với cái đầu kia con trai. Chảo là con cháu lấy về dùng đúng không? Ừ. Ừ. Được rồi, đi. Trong nhà chả có gì. Ôi, thế quạt đâu hết rồi, bà quạt đâu? Hỏng hết rồi à? Ừ. Ồ, thế chuyện nóng. Trước là Hoàng Hiền chia sẻ view là các bác cũng giúp cho mấy cái quạt. Đấy. Nhưng mà quạt cây ấy, hỏng hết rồi, giờ còn qua quạt này thôi. Ừ. Hỏi bà lấy nước ở đâu? Nước cũng lấy từ kia. Lấy ở nguồn ngoài kia à? Ừ. À. Xách nước về. Ừ. Nó ra ngoài nước khói. Khói lắm. Úi dồi ôi. Gà có mấy con nhép. Ờ. Khai ngồi cho ta rồi đợi tía. Ờ. Bảo bảo lên thăm vườn cây ăn quả tí. Ờ. Ờ. À. Chưa phát đâu. Hả?
Bây giờ chỉ có mới 2-3 cây. À nó đây nó ra quả rồi thầy, mà không chăm được. Bên này. Cây nhỏ nhưng mà ra mẹ. Đây đây. Cam này là Hoàng Hiền cùng với đoàn thiện thiện nguyện nguyện Thánh Nguyên này. Thiện nguyện Thánh Nguyên các bác tặng 52 cây và trồng giúp gia đình. Cây kia có quả chưa? Cây này to nhưng mà không có quả. Nó bao gồm nó chạy dọc khắp đây nhá. Nhưng mà do nó không chăm được nên nó. À, bảo bà là phải sới xong rồi bón phân vào. Bà không chăm sóc đứa này, bà thường xuyên bảo mấy anh này. Mấy anh này anh Mậu làm được nhưng mà thằng này không. Bảo ông Mậu làm, bảo ông Mậu cũng làm. Xuống bảo đi. Bảo là anh Hiền bảo là phải sới cỏ. Sới cỏ bón phân, bảo tiếng Mông ấy. Cho cây cam. Để nó có tuổi bằng cái cháu cho cháu bỏ cái cháu cho nó một cái lấy cho nó chỉ là nó không cao nè chỉ tao phong tà mà cho hấu tà bơ. Ông bảo là không có tiền mua nên là chỉ lấy phân bò thôi. Bảo này bảo phân bò cũng được, phân bò rất tốt, bảo đấy chứ từ nó lo lo. Bảo là lấy phân bò mục ấy, để có bò. Bảo đấy, lấy phân bò mục, ủ, mục. Để có bò đâu. Chị không phân bò không ủ, cần lấy phân kia thôi. Phân gì? Phân bò nhưng mà không ủ đâu. Bảo là xin cái phân bò mục, bò nó mới tốt. Hiểu chưa? Nhà em nó có trâu bò đấy. Để nhà kia cũng có mà. Thế à, thế bảo ông ấy sang xin xong thì về bón vào. Nói tiếng Mông đấy. Còn thó lấy cái chỗ là không cho cái phí thì xe. Bảo ông ấy là chăm nó tốt nó ra quả mới có bán mới có tiền. Bảo đấy. Bảo đấy. Chăm tốt nó ra quả bán mới có tiền. Có tụi dùng thật thể chế có mùi tiền nó nhẹ này. Nó có này. Nó bảo nó biết nó. Nó có biết rồi đúng không? Ừ. Một số cây đây và một số cây dưới thôi. Nhưng mà có biết cây gì còn. Mấy anh bảo bây giờ nhá. Cái này là trước là anh tặng đấy. Anh tặng anh chồng ấy, bây giờ là. Lúc trước chồng em cũng ra mà. Mày cũng sang à? Lúc trước chồng em còn nhỏ ấy. À thế à? Lúc trước còn nhớ là quay được một đoạn. À em còn chơi đây cùng với bọn thằng Nam đây đúng không? Anh cho kẹo phải không? Chưa. Lúc trước em còn chuyện không được ăn kẹo. Nhưng mà em được quay một số video với anh riêng Thổi Sáo ấy. À được quay video Thổi Sáo. Rồi. Thế bây giờ em thì em cũng lớn rồi. Anh bảo nhá, em thỉnh thoảng em sang đây thì chăn bò đây thì tranh thủ em cũng dẫy giúp bà. Xong thì lúc nào mà nó có quả thì em cùng với bà là thu hoạch, vừa mang về nhà ăn vừa bán, hiểu chưa? Hiểu. Hiểu rồi đấy. Bảo anh Khai với anh Mậu anh đấu vào làm nhá. Cái là 16 tuổi rồi. 16. Thế là em sinh năm bao nhiêu? 2007. 2K7 à? Có người yêu chưa? Có người yêu rồi à? Người yêu ở đâu? Lũng Luông. Ở bên Lũng Luông à? Ai nhà xa thế? Người yêu sinh năm bao nhiêu? 2010. Quay đây. Xem Châu à? 2K10. Thế là nó còn đi học không? Nó học hết lên năm, bố mẹ không cho đi. Nó nghỉ rồi à? Nhà có mấy anh chị em? Nhà kia em không nhớ, em hỏi chưa hết. Chưa hết à? Thế yêu lâu chưa? Tháng 4 năm nay, đến bây giờ. Thế đã gặp nhau bao giờ chưa? Một lần. Gặp ở bên đấy hay bên này? Bên kia cơ. Gặp sang nhà nó à? Ở Văn Hóa thôi. Gặp nhà Văn Hóa à? Thế em nó vào nhà nó bao giờ chưa? Chưa. Giờ mà bố nó biết, bố nó cho yêu không? Bố nó biết rồi. Bố có cấm không? Không cấm. Không cấm đâu à? Thế định bao giờ cưới? Không biết. Không biết à? À đợi 18 tuổi ra xã hội. Thế thằng này được, biết đủ tuổi nó trưởng thành đấy. Thực sự ở trên này thì các bác là cũng rất là nhiều người là lấy vợ lấy chồng là sớm đúng không? Các anh các chị của em chắc là cũng nhiều người là dưới 18 tuổi lấy vợ lấy chồng đúng không? Tất cả các chị thì có người đi đủ, có người đi không đủ. Đấy, anh biết mà. Nên là em là cứ phải nó lớn đã. Vì anh cho em vẫn trẻ con lắm, 16 tuổi nhưng vẫn bé me à. Nhá.
Mà đứa kia 2K10 nó vẫn bé lắm, nên là đợi nó lớn đã. Đứa kia 2K10 nhưng mà là lùn quá. Lùn quá à? Ừ. À, cũng người Mông. Người Mông hết. À, ok. Đấy.